好啦，咩？Tiền cũng được anh.
kêu là không ăn uống được gì đấy là ôi trời ơi. Anh kia kêu là
Con sợ rồi, bà vào có phơi ra. Đóng cháy bà. Cháy à? Con gì? Con muốn cháy bia. Cháy bia. Cháy bia. Cháy bia. Cháy bia. Cháy bia. Con chưa ăn gì sáng rồi. Cái nào chưa ăn gì? Phải con chưa ăn gì. Mày có phải chúng ta lấy riêng
ngày hôm nay là tôi muốn điểm đạt các bạn buổi sáng. Không có cần luôn làm chiều sửa con đi đâu. Bây giờ như này điểm cuối lớp 5 là từ huy. Ra điểm lên. Cốc lên. Đúng rồi. Cốc lên không chuẩn đi. Không chuẩn đi nhờ. Kiểu Dũng Hoàng thì kia. Thế chị Dũng Hoàng được 93 điểm này. Thường nắm luôn. Đúng không? Chị nhờ nhá. Đi số hơn. Thương đi lúc mày cũng cặp. Ngồi môi nhưng như là nhờ 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan đâu. Quên mất lại quần áo lấy không ạ? Con chấm một bột tim một cái đĩa này này cái gì ạ? Chấm luôn. Đấy. Chấm này mà. Đấy. Bây giờ họ làm ra nhiều các cái món lạ lạ nhỉ. Nói em thì ngon. Chị ơi, cho một cái nước sôi. Sáng nay nó gọi trà gì đấy mà chưa thấy có. Vâng, chúng ta gì đó. Trà đang thái lá. Trà đang đi thu hoạch. Đây ăn cơm ngon này. Ăn cũng phải ăn, ăn tí.
không? Bố với cả ba đi. Mời cháu ông đến nhá.
Ông mời làm cái hết. Lúc chẳng hiểu gì thì anh nhận sợ về. Nhất thì anh chẳng hiểu gì đâu, nhưng mà làm được. Cậu à, cậu đổi bên máy sang cái vị trí bên này anh chân. Ăn đi. Rau kia. Dạ, đây, chuyển đây. Nghe xem cái việc này. Sổ treo leo lên tây. Nhân vật số 1. Được rồi. Em ơi, cho anh nhanh nước suối đấy. Lạnh nhá. Nước suối không lạnh nhá. Tháng nào mình nhận đến nhá. Đi vào cái mép rồi đấy. Cần giấy rồi đấy. Không luôn, 3 điểm gì. Cứ lấy điện thoại cho bạn ạ, lưu lại. Có lưu ra đồ được không? Tưởng 3 điểm công nghệ. Hai anh lấy mạng trên mạng. Công nghệ là điểm gì ấy? Hai anh lấy mạng trên mạng. Thì ông gửi cái nào chính anh 20 cô ơi. Hai chục cô. Tại anh Dương mà. Tiền giúp đỡ cả thực nghiệm về trên mạng thì gì? Phải có tên vị trí giúp ở đấy lý do như nào mà giúp con làm được là vấn đề là con được ông cho tiền à, xong mà con bảo không quên con đang thích ngân hàng chuyển ngân hàng chuyển khoản nó mới chị Thu Anh vì nợ chị Thu Anh nhiều quá tưởng lý do gì mà được 200 thì lại bảo là sao không rồi mẹ thuê cái đứa như thế cho mình xem bằng điểm đấy là chỗ ra như môn gì ông cũng tính hết môn gì cũng tính hết môn gì cũng tính hết công nghệ 3 điểm 10 tức là tháng mấy rồi đấy 10 đấy tháng 10 thì mình giỏi điểm nhiều điểm số 1 thì mình số 2 điểm 8 không chấp nhận mà còn sang em là phải được 9 điểm 10 ngon em ơi cho anh thì cho cơm rồi đấy 8 thì là chấp nhận con đầu mà con đầu của rồi chị lẩu ra đi chả rồi tụi con thịt đi mà em muốn hơi mạnh con đầu đúng ăn tốt đấy không bọn Govi nó có cái thịt bò với set riêng của nó ngon đấy không phải cái buffet kia đâu cái mà thịt buffet của nó ngon lắm bọn này là đúng không mình ăn cơm sáng không ai ăn cơm cho em đang ăn này mà không ai ăn hả nó cho em không ăn em bác của con đúng uống nước suối không cây trà trên cây có anh đẹp quá.
nó anh ngửa ra con đấy nó cho đẹp quá. Với đấy mà thực ra cái anh hoa trắng mà thuộc dạng là hiếm đấy. Em ơi, lẩu này là có thịt đúng không? Ừ, cái lấy một cái kim tiền tối qua đẹp đó. Tôi đang ăn cơm với nhà ông ngoại với cả cô cậu ở trên phố. Ông ngoại hôm nay 37 tuổi. Đang ở trên phố không? Thì thế thì nghỉ ngơi lên, nếu mà chưa rảnh thì chú tin. Còn tôi thằng kia, cái đây tôi báo xét rồi. Thằng nào tôi báo xét rồi. Ông ạ. Thì tinh thần để cho nó xem xét đi đã. Còn gì thằng đi cháu không? Một không rồi, Linh có đi xem đá bóng không? Không, bán cho đi cái này. Được rồi. Toàn cái cây cối. Ừ. Ừ. Thì đấy, Linh bán vé gầm như này, bán vé. Bán cái gì mà nó quẩy quẩy sẵn. Cái này chỉ nhúng thôi đúng không? Anh nghe cái bộ cái mảnh kiếm được, anh mua cái bình vôi 39 triệu thì gần như mua được cả là vôi, cả cái vôi cái lần này. Cả cái vôi mấy triệu. Hôm đấy, cái bộ trên cái nhóm nó về nhà ngọt. Thì ở dưới là, anh nói không dưới phê vé. Bốt nghe thầy cái mấy. Còn trên mạng mà thầy thì cũng bốt cái mấy cái vé, 8-9 triệu rồi. Rồi hai bố con để dành cho tôi cả đời đưa một mình. Đó là trước anh của toàn đội luôn. Ngon, không có một đội 5-7 người đi ra đấy. Anh lúc đi xem công ty vào đội đi. Không, anh đi. Rau thôi, không có bị chín quá thì có nghĩa đâu. Mình ăn rau này. Rau này. Cái lúc mà đến gần phút cuối rồi, anh cầm cái cán gậy A tầng 2, cửa 3 và hít thiết ở sau dưỡng cho đội đấy. Đến gần đến cửa thì thằng trả 3 triệu đi. Lột tắt cửa thì bán đi về. Thôi lên rồi. Lấy lại thằng nó nói được không? Đi cả bán đi ra mặt đúng điện rồi đi về. Phải thôi ra đến đây rồi thì không bán. Không bán. Chúng ta sắp cơ rất quạt rồi. Đây là mình buộc bao nhiêu tuổi hiểu rồi. Thằng này cũng chuyện quay đầu nghe. Không vui. Ngoài này còn cái cầm với cái gì thế nhỉ? Cái gì Thẳng ở bên đấy, sát rất là cao, người đông đấy.
nhắm. Cháy cơ đúng ăn cơm đi đúng rồi con cơm này thế thì được này thì có lúc nào cái này nhiều gì có gì cho nó về đi thương mại dịch vụ đấy là cái gì đó là nó làm cái rừng nguyên trạng ngày xưa nó chả có rừng cái gì nó biết kệ là nó quay những vị tới rồi chọc xong bảo là nhờ những cái nhà đấy về thì bắt đầu mới phát triển ra được bao nhiêu cái chuyển từ cảnh xưa kéo về bao nhiêu không không ngân hàng không bao lâu thì là nó suốt cả bây giờ tôi là củ lạnh đến đấy này, máy cắt điện thì mất bố nhỉ? Vâng ạ. Anh đưa lên đặt máy cắt điện của Honda ngày xưa. Các bạn
tôi thấy này là mình mua hai mấy triệu rồi. Rồi em mua máy con ra, nó độ từ 1 của PC. Có thể có ơi, nhưng mà không bị kiểu teo nó hết. Nhưng mà đây là con dây tích lên đấy rồi. Mua máy con ra 10 ký 24 triệu. Hồng Kông còn bonsai, còn cây kim cương đen. Cái đấy nó phải trồng lâu năm đúng không? Đó là một tác phẩm. Ông ơi, có một miếng vai béo.
đây miếng xương này, ăn đi cơ. Ăn đi cho nó kín. Xong ra đi bên buồn nè. Cứ nước rồi thì xong ra đi bên buồn nè. Cần đi, nó là tổ chức nhóm riêng mà. Tiền thì đi đi. Lạc có thể hướng dẫn. Biết bao tiền? Hỏi tiếng Anh, tiếng Pháp hết. Không biết mẹ không hỏi em đi chạy sinh được vui rồi. Xin có tiền không? Em đang hỏi mẹ, thấy học sinh em năm nào đi. Chắc là 3-40 vậy? 3-40. Con đi chơi nữa. Đây rồi.
tối và nửa sáng. Nhưng mà đúng là nó không biết có nước ngủ ngủ. Đây là sẹo dương dao. Nó có viên của nó mày ra rồi. Tiếp nhiên phản động. Nó có cái viên của nó ở đằng sau lưng bấm vào đấy thì nó sẽ khỏi. Có một là buôn bị vài trăm giờ đau quá dễ khóc rồi rẽ. Mình anh mặc xin thế nhỉ? Chú ông Minh Anh cái riêng nào? Minh Anh xin ăn cháu nào? Xin vào đây chí. Vô đây ngồi ra con. Cái thằng Vô với cái thằng Dũng chẳng cái thằng nào nó thằng đế cả. Thằng đế cả. Ai phản trông thì thằng bị mắc hệ chỉ cho Vô. Nào, ông ngồi đây, chỉ với ông cái nào? Ông ngồi đến nào? Đây ai thử đến hộ tôi nào? Người chụp ảnh với tôi thì mới được trường thử đến. Cũng đeo khẩu trang rồi rồi. Ôi bật quạt đi. Đâu nó thổi quạt mà nóng. Từ từ. Rồi bây giờ chỉ có gì nóng để bóc ra đó. Rồi nhỉ. Sao đây? Sao quay mình lại mặt thằng Dũng. Mặt thằng Dũng đều. Đấy. Đúng làm cái mặt xấu. Ôi cái đầu em bẩn. Em bẩn đâu. Đầu em có cháy đấy. Em đầy cháy rồi bây giờ. Yêu. Có lớp gì ở dưới đây đấy? Được. Dao cắt này nè. Mình anh cắt đi. Có đây không có dao mà. Ôi mặt thằng Dũng rất đều. Béo béo. Bây giờ hai con này nó toàn thế. Cố tình đấy. Trong nhiều. Được đó. Phần này dao dài không? Thẩm đây đồng dao chuyên tất rồi. Cắt vỡ vậy ấy, thành là ấy thì chưa ạ. Trung trực là bên ngoài. Hành dễ tắt mà. Con không thể. Từ từ. Chứ mời ông Hoàng này em xin đi. Để anh đưa con. Đấy mình anh. Dễ ra. Xúc ra. Không đâu gì ơi. Đấy. Cảm ơn. 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 Anh ơi văn hóa nôn. Cái thằng nôn. Ôi giời. Ôi giời. Thế là hư đấy chứ. Thằng dồi là ngoa. Thằng dồi là ngoa em thế. Thôi cùng mà thế. Dồi thế quá. Ờ gì? Ngồi sớm. Cái này của con à? Ông. Từ từ, phun từ từ. Ăn cho mình nào. Khóc lên ba phần. Thôi ạ, con thấy của con ạ. Cho mấy con. Phong bé bảo con đấy. Ơ, miếng của ông này là vui răng à? Thôi, bông mặt trùng.